Lúc thanh toán, người đàn ông này không chỉ không mất tiền mà còn kiếm được thêm. Chúng ta hãy cùng xem thủ pháp của anh. Khoan mua một thứ đồ giá 5 đồng. Mới đầu là anh lấy ra một tờ 50 đồng, nhân viên trả lại cho anh 45 đồng tiền lẻ. Lúc này, Khoan phát hiện trên người có một tờ 5 đồng. Thế là anh cầm 45 đồng trên bàn lên đếm thử, vừa tròn 50 đồng. Tiếp đó lại nói với nhân viên rằng chắc chắn các cô cần tiền lẻ, tôi đưa cho cô thêm 50 đồng nữa rồi cô đổi cho tôi tờ 100 nhé. Thế là nhân viên lại mơ màng đưa cho anh một tờ 100. Không biết các bạn có tính được ra là anh đã kiếm được bao nhiêu không? Đúng lúc Khoan cầm đồ, chuẩn bị đi khỏi, liền phát hiện nhân viên đang đổi ca. Thế là anh quyết định giở trò cũ để kiếm được một vố nữa. Cầm đồ, lại đến quầy thu ngân để thanh toán. Không ngờ nhân viên vừa rồi lại quay lại. Cô lúc này đã ý thức được mình bị lừa. Sau khi nhìn thấy Hoan, mau chóng nói với nam nhân viên bên cạnh. Nam nhân viên tiến lên phía trước khống chế Hoan lại và bảo đồng nghiệp báo cảnh sát. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tên là Marco. Anh ta khoe khẩu súng trên người ra, nói rằng không cần báo cảnh sát vì anh ta chính là cảnh sát. Còn nói rằng đã nhằm vào anh một khoảng thời gian rồi. Nói với nhân viên rằng mình sẽ nhận số tiền mặt có liên quan tới vụ án và phạm nhân đi trước. Đợi sau khi lấy được khẩu cung của bọn họ thì sẽ trả lại tiền cho bọn họ. Hai người vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Marco liền bắt đầu kiểm tra đồ ăn trộm được từ cửa hàng tiện lợi. Lúc này, Hoan ý thức được hóa ra là gặp được đồng nghiệp. Khẩu súng trên người Marco thực ra chính là một món đồ chơi. Sau khi Hoan nói lời cảm ơn với anh ta thì chuẩn bị đi khỏi, Marco lại gọi anh lại, hỏi anh có bằng lòng làm cộng sự của mình không. Hoan nói rằng thích làm riêng hơn nên bộ dạng không bằng lòng cho lắm. Thế là Marco quyết định dùng thực lực để khiến anh tâm phục khẩu phục. Nói xong, liền đưa Hoan đến cổng tiểu khu, bấm chuông từng nhà và gọi dì ơi. Thực ra đây chính là kiểu lừa đảo mang tính xác suất thường thấy nhất, thế nào cũng sẽ gặp được người cắn câu. Ví dụ như bà dì này tình cờ có một cháu trai, Marco nói với bà ta rằng xe của mình bị hỏng ở gần đây, tình cờ không mang tiền nên muốn tìm bà dì để vay mấy chục đồng ứng phó. Còn nói mình không thể rời khỏi chiếc xe quá lâu, bảo bà ta đưa tiền cho bạn mình là được. Không lâu sau, bà dì liền đi xuống đưa tiền cho Hoan. Cuối cùng Marco không chỉ lừa được 100 đồng, còn bất ngờ nhận được một chiếc nhẫn. Tiếp đó bọn họ đi qua một tiệm cà phê, Marco lại muốn cô ra kỹ năng đặt kỹ năng. 100 đồng xé mất một góc thì còn dùng được không? Marco nói rằng đương nhiên có thể, hơn nữa còn có thể nhân lên gấp đôi. Anh ta bảo Hoan đi vào gọi một cốc cà phê rồi thanh toán như bình thường, nhất định phải giả vờ như hai người không quen biết. Tiếp đó Marco cũng gọi một cốc, sau khi uống xong liền hỏi phục vụ rằng tại sao vẫn chưa trả tiền. Phục vụ ngây ra, nói rằng anh ta cũng chưa thanh toán mà. Marco nghe xong vô cùng tức giận, gọi giám đốc tới, nói với giám đốc trong ví tiền của mình tổng cộng có 200 đồng, 10 phút trước đã cầm một tờ 100 đưa cho phục vụ để thanh toán. Nói xong liền lấy ví ra để cho giám đốc xem. Ông nhìn xem, bây giờ chỉ còn lại tờ 100 đồng và một góc tờ tiền, rồi bảo giám đốc đến máy thu ngân tìm thử xem, chắc chắn có một tờ thiếu một góc. Tờ tiền đó chính là tiền anh ta đã trả. Kết quả tờ 100 đồng đã được Marco gấp đôi lên thành 200 đồng như vậy. Tiếp đó, một cộng sự già của Marco tìm tới anh ta, nói trong khách sạn có một vị đại gia có khối tài sản lên tới 5 tỷ sắp bị đuổi ra khỏi nước. Theo như ông ta tìm hiểu, vị đại gia này có sở thích sưu tầm tem. Trong tay em gái mình tình cờ có một bộ tem Nike Wings bản cũ, thế là ông ta đã dựa theo nguyên bản để làm giả một bộ, chuẩn bị bán để kiếm một vốn lớn. Do đại gia đã đặt sẵn máy bay xuất cảnh vào ngày mai, cho nên không có quá nhiều thời gian để kiểm nghiệm cẩn thận, có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Nhưng do mình tuổi đã cao, cộng thêm có bệnh dễ tái phát, nên chỉ có thể gọi Marco tới giúp. Sau khi hai người lấy được tem, liền bắt đầu thu hút đại gia cắn câu. Mới đầu là Marco theo vào nhà vệ sinh cùng đại gia, cố tình thảo luận chuyện bán bộ tem Nike Wings trong cuộc gọi. Sau khi đại gia nghe thấy liền đưa hai người tới phòng họp để bàn bạc kỹ hơn. Nhìn bức ảnh, liền nói rằng muốn mua ngay lập tức, bảo bọn họ một tiếng nữa hãy mang tem tới để kiểm tra hàng. Rất nhanh sau đó, hai người cầm tem tới phòng của đại gia. Đại gia nhận tem, trực tiếp giao cho chuyên gia kiểm định. Thấy bộ dạng kiểm tra nghiêm túc của chuyên gia, trong lòng Marco và Hoan chỉ toàn là sự thấp thỏm. Không ngờ chuyên gia lại nói rằng không có vấn đề, là hàng thật. Đại gia cuối cùng cũng ra giá 450.000 và hẹn giao dịch vào buổi tối. Lúc hai người đang vui mừng vì tất cả thuận lợi, đột nhiên có một chiếc mô tô xông tới cướp tem đi. Trong lúc truy đuổi, gã đi xe đã vứt tem xuống dưới sông. Khi hai người vớt lên thì đã bị ngấm nước và rách. Điều này khiến bọn họ rơi vào tuyệt vọng. Marco đột nhiên nghĩ tới đồ thật ở nhà em gái cộng sự già. Thế là hai người tìm tới bà ta nói rằng muốn mua lại. Sau một hồi trả giá, bà ta cuối cùng đã định giá là 250.000. Sau khi Hoan nghe thấy, lập tức kéo Marco rời khỏi, nói rằng trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể có được nhiều tiền như vậy. Nhưng Marco không muốn để lỡ cơ hội bán lại để kiếm 200.000. Anh ta quyết định sẽ mang di sản của ông tổ để lại đi cầm cố. Hai người cuối cùng đã gom đủ 250.000 để mua bộ tem, mau chóng đến khách sạn để chuẩn bị giao dịch với đại gia. Kết quả tình cờ gặp được em gái của Marco, hai người có thể nói là kẻ thù của nhau bởi vì Marco đã tự ý chiếm đoạt di sản của cô và em trai. Sau khi đại gia biết được tin này, liền đề nghị thêm một điều kiện phụ với Marco, bảo em gái ở cùng ông ta một đêm, nếu không thì hủy bỏ giao dịch. Điều này khiến Marco vô cùng khó xử, nhưng vì tiền, anh ta vẫn cầu xin em gái giúp mình. Anh ta cảm thấy chỉ cần đưa đủ tiền cho em gái thì sẽ có thể thuyết phục cô. Kết quả em gái nói cô không cần tiền, cô chỉ cần Marco thừa nhận chuyện đã độc chiếm di sản trước mặt em trai. Sau khi em trai biết được chân tướng, hoàn toàn quyết liệt với anh ta. Em gái cũng cầm tem đi vào trong phòng của đại gia như đã hẹn. Sáng sớm ngày hôm sau khi Marco nhìn thấy đại gia rời khỏi, em gái đã vứt lại chiếc vali cho anh ta. Marco háo hức mở vali ra xem, lại là một tờ chi phiếu, liền trách cứ em gái, rõ ràng đã nói rõ là chỉ nhận tiền mặt. Hoan cầm chi phiếu nói, dù sao thì cũng đều là tiền, chẳng qua chỉ là phải đi ngân hàng một chuyến, hơn nữa khoảng cách cũng không xa. Ai ngờ trên đường tới ngân hàng, một chủ nợ của Marco đột nhiên xông ra, cầm súng ép Marco trả tiền, nếu không thì sẽ bắn chết anh ta. Bất lực, Marco chỉ có thể giao vali ra. Sau khi chủ nợ mở ra, liền nói một câu, sao lại không thấy chi phiếu đâu. Sau khi Hoan nghe thấy, liền vạch trần trò của Marco. Hóa ra Marco không những không muốn chia tiền cho Hoan, còn muốn lừa 50.000 của anh đi. May mà Hoan đã phòng bị, lấy tờ chi phiếu ra trước. Bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới ngân hàng cùng Hoan. Nhưng lúc đến ngân hàng, bọn họ liền ngây ra, trước cửa lại có một nhóm người vây lại. Marco liền cầm chi phiếu xuyên qua nhóm người chen tới cửa. Sau khi hỏi, biết được ngân hàng đã tuyên bố phá sản vào sáng hôm nay, ánh mắt của Marco tràn đầy sự tuyệt vọng. Không chỉ không lấy được 450.000 mà còn mất 250.000. Sau khi Hoan nhìn thấy, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Ống kính xoay chuẩn, Hoan đến một nhà kho. Nhóm đại gia, cộng sự già, chuyên gia, tất cả đều ở đây. Hóa ra tất cả những thứ này đều là một vụ lừa đảo mà Hoan đã sắp đặt. Trò chơi đã được bắt đầu từ lúc ở trong cửa hàng tiện lợi. Mục đích chỉ là để lấy lại di sản mà Marco đã chiếm đoạt của vợ. Bắt buộc phải nói kết cục này khiến cho tôi quá bất ngờ. Vốn tưởng rằng Hoan là một người lương thiện, kết quả tôi lại trở thành người bị lừa. Từ đầu tới cuối phim, không có một câu nói của ai là đáng tin. Đến cả chiếc nhẫn này Hoan cũng nói là vật gia truyền của nhà mình.